148 tôi đặt pháp danh là Thiện Dương. Xin mời lên đây đứng chỗ đó. Kế đó là Phật tử Mai Liễu Thi. Sinh năm 2014 tôi đặt là pháp danh Huệ An. Kế đó là Phật tử Mai Quang Thiện. Sinh năm 2010 thầy đặt pháp danh là Thiện Tường. Phật tử Đặng Thị Kiều Châu. Sinh năm 1973 tôi đặt pháp danh là Phúc Kiến. Kiều Châu thì phải gặp Phúc Kiến. Thôi. Xin lỗi Huệ Kim. Rồi, Phật tử Phan Huy Hoàng. Sinh năm 1969 tôi đặt pháp danh là Thiện Lộc. Người Huy Hoàng là người có tài đặc không quý vị? Thiện Lộc tức là ăn, có lộc ăn, lộc tiền. Trần Hồ Thảo Trang. Sinh năm 1973 tôi đặt pháp danh là Huệ Nghiêm. Hãy là có Trang thì phải có Nghiêm. Nghiêm tức là Trang Nghiêm. Phật tử Trần Thị Thu Nguyên. Sinh năm 1971 tôi đọc pháp danh là Huệ Phương. Phật tử Nguyễn Minh Thùy Hân. Sinh năm 11 tuổi thôi chứ không có năm sinh. Tôi đọc pháp danh là Huệ Ngọc. Phật tử Nguyễn Minh Thùy Ân. 9 tuổi tôi đọc pháp danh là Huệ Nghĩa. Phật tử Nguyễn Minh Thùy Trân. Sinh lúc năm 13 tuổi tôi đặt pháp danh là Huệ Bảo. Và Phật tử Lê Thị Như Nguyễn. Sinh năm 1950 tôi đặt pháp danh là Huệ Ý. Rồi có ai còn thiếu không thì còn thiếu ai? Còn thiếu Nguyễn Ngọc gì đó thì phải. Không thấy trong này. Không biết gì dân. Người ta nói còn thiếu một người là gì đó. Hay không thấy là ban tổ chức đưa lại đây là thiếu một người tên là Nguyễn Ngọc Hiệp gì đó thì ai ngồi ở cái bàn mà để mà chức tên thì coi có cái giấy nào tên là Nguyễn Ngọc Hiệp không, tại thiếu tên. Không, có Nguyễn Ngọc Hiệp, không thầy ngồi nói chuyện thế này. Có Hiệp, có ghi danh mà không có này. Có ghi danh mà. Có Ngọc Hiệp mà tại sao không? Tại sao không phải Nguyễn Ngọc Hiệp? Rồi sao thầy Nguyễn Ngọc Hiệp? À. Số ghi danh chứ không số đăng ký. Tôi ghét nhất những người xài cái đăng ký là tôi đọc tôi ghét lắm. Ghi danh chứ không có đăng ký. Danh gõ danh mình thì mới ghi vô đây pha. Vâng. Em thiếu em cái này chẳng biết là quy lợi của những người quy phạm chưa đâu. Thật ra đó năm cái giới mà không sát sanh, không trộm cướp, tụi con nghe nó không có tà dâm, không nói láo, không uống rượu. Và riêng đệ tử của thầy thì có cái giới là không có đánh bài. Tại sao không có giới đánh bài? Giới đánh bài là Đức Phật không có đặt. Ở đây có sòng bài không? Vì ở đây có sòng bài nên tôi có cái giới. Tôi cho một cái xếp đi bát để mày nhốt năm cái hộp sò. Năm cái giới của Phật là năm cái hộp sò đó nha quý vị. Hộp sò này là không có giá trị nào mà có thể đổi được. Lấy một người vợ họ đẹp như là hoa hậu thế giới, nhưng mà người này sẽ dám giết người, người này dám trộm cướp, người này dám ngoại tình, người này dám nói láo và người này dám nhậu xỉn, người này dám đánh bài. Và lấy một người không đẹp, người đàn bà bình thường,
nhưng mà người này sẽ không dám giết. Từ câu dặn con người, người này cũng không dám bao giờ lấy của không cho, và người này không bao giờ đi có tư tưởng ngoại tình tà dâm, và người này lúc nào cũng nói lời thành thật với chồng, và người này không bao giờ bước vô sập bài, thì anh nào sẽ được hạnh phúc và anh nào sẽ đau khổ? Cho nên năm cái giới của Phật là năm cái hộp sò đái ra mình mà không ai có thể cướp được, chỉ trừ khi quý vị từ bỏ cái gì hộp sò đó mà thôi. Cho nên quý vị hiểu rằng cái giới này, giữ được cái giới này là quý vị được làm con người, còn không có năm cái giới này quý vị là con vật. Vậy thôi, con vật nó khác con người vì nó không biết giữ năm cái giới này. Cho nên quý vị hiểu giới của thầy truyền là như vậy để thích rõ. Những em bé mà quy y dưới 13 tuổi, tôi chỉ quy y là pháp danh nhưng không có nhận giới, vì nó đâu có biết cái gì là tà dâm, biết cái gì là giọng ngữ, biết cái gì là trộm cướp, nó không có đắc giới. Cho đến năm 13 tuổi khi tôi trở qua lại, các em đó gặp tôi và tôi sẽ giải thích cái giới cho các em hiểu. And now I speak English. When you become the son and the daughter of the Buddha, we got special six precepts. Buddha is the enlightened one. Buddha, he passed away 2,600 years ago. Now he left the Dharma in the Buddha teachings. Sangha in the Buddhist rest. Called Bhikkhu Bhikkhuni, I am the Sangha. Now I declare six precepts. First precept, not taking life of certain being. Don't kill any animal, even the small animal like the ant, and the big animal like the elephant, no kill. Number two, not stealing from other persons. Number three, not committing if robbers set us. That means when you marry, in the future you get husband and get wife, you only get one wife, one husband on the same time. But if you're not happy when you marry, you will divorce. After divorce, you can get married again. You can then get two husbands, two wives on the same time. Buddha don't let you live with a person, wife or husband, but you don't have happiness. But you have to divorce, and after you divorce, you can look for another good husband, good wife. That means not committing and robber sex action. Yeah, number four, not lying or receive order. Number five, not alcoholic or use any drug like cocaine or something destroy your mind. Number six, not gamble, not gambling. That's the number six condition that I think about. If you gambling, you lost money. If you a woman, you will violate six condition. If you the man, you gambling, you lost money, you will become the bad person. Now everybody understand what I say. And you become the son and the daughter of the Buddha, you get the benefits. When your mom, your dad, this camp. When your mom, your dad pass away, grandmom, granddad pass away, you make the phone call to the listener of my system here. I will send the monk, the nun, or myself come to the hospital on the ICU room, stand by as chanting as Ray Buddha. I have for your mom, your dad, go to the Buddha land. That's the benefit when you become the son of the Buddha. And when you call me the master, who be the sufu? That means who the master. The master deserves the respect
the master have to do something to help all the son and the daughter of the Buddha. Thank you for all the new member listening, all the voice of the Sangha. My name Thich Thong Lam. Bây giờ đó, các em bé này sẽ nhận 6 cái giới của thầy. Những em bé nào mà nó dưới 13 tuổi thì khi tôi đọc giới nó không có sẽ nhét, mà nó im lặng. Anybody here, if you younger than 13 years old, when I declare the sixth precept, you under 13 years old, you just keep silent. If you over 13 years old, you say yes. The example, I say, from now forever, you not taking life of any animal or human. You over 13 years old, you say yes. If you under 13 years old, you keep silent. You understand? Because you're too small. Until you grow up enough 13 years old, I will come back and I will give you the sick receipt again. Okay. Bây giờ mời thầy thắp nhang và chúng ta lấy tất cả các giới điểm đã có. Bây giờ tôi mời Tống Thanh Bình nhận cái giới điểm trước khi thực hiện giới. Tống Thanh Bình là ai? Là con. Thầy mời người kế là Nguyễn Cao Thắng. Pháp danh là Thiện Dương, Thiện là Thiện Nam Tử, Dương là Mặt Trời. Mặt Trời là xua đen bóng tối. Mai Liễu Thi. Mai Liễu Thi là ai? Thi. Rồi nó còn bé, pháp danh là Huệ An. Mai Quang Thiện là Thiện Trường, là Nam là Thiện Trường. Thiện Hoài giống như là Thiện Ngắn. Trường là dài, mà Thiện Thiện trong pháp tu bước ra phải là ác, là coi như là Thiện Ngắn, phải không? Còn đây là Thiện Trường, là Thiện mãi mãi. Đảm Thị Triều Châu, pháp danh Huệ Kim. Chứ nãy thầy nói là Phúc Kiến là nói giỡn thôi nha. Phan Nguyên Hoàng, pháp danh là Thiện Lộc. Trần Hồ Thảo Trang, pháp danh Huệ Nghiêm. Trần Thị Thu Nguyên, pháp danh Huệ Phương. Nguyễn Minh Thùy Hân, pháp danh Huệ Ngọc. Nguyễn Minh Thùy Ân, pháp danh Huệ Nghĩa. Nguyễn Minh Thùy Trân, pháp danh Huệ Bảo. Lê Thị Như Nguyễn, pháp danh Huệ Ý. Rồi bây giờ là còn mấy cái phiếu để quy y nữa. Khi mà mình nhận, người ta gọi mình là sư phụ, thì cái quyền lợi tôi nói cho quý vị nghe, coi những đứa con này, khi quý vị đến các cái hệ thống của thầy, tụi con đi về Cali, tụi con muốn đỡ tiền khách sạn, tụi con liên lạc của Hồng Đức, nói dạ, Hồng Đức hỏi dạ con là ai, nó dạ con đệ tử của sư phụ Thông Lai. Họ có gì chứng minh? Có pháp danh, có giới điểm. Rồi Hồng Đức nói ok, đi mấy người? Nó dạ đi 7 người. Rồi 4 phòng, phòng 2 giường, king bed hay là phòng single bed. Rồi ăn một ngày mấy bữa. Rồi 4 phòng có máy lạnh non smoke hay là smoke. Rồi muốn tắm nước nóng hay nước lạnh. Rồi tất cả quyền lợi rồi là tự động chạy tới đó, khỏi tốn tiền khách sạn. Ở làng Di Đà, ở Indo chúng tôi có 4-5 phòng khách sạn để cho phòng khách vô đỡ. Ở coi như có quyền ở tối đa là 1 tháng. Rồi ăn uống phi. Nhưng nhớ khi ra đi vẫn đóng dùng chút tiền điện. Rồi chạy qua tới Monro đi chơi Hilton cũng không muốn tốn tiền. Thì bắt đầu hỏi gọi cho thầy chạy không, hoặc là gọi chú Tư về dốt. Tôi qua bển chú Tư nói được rồi, đi mấy người? Dạ đi gia đình ông xã. Ở mấy ngày? Có rồi. Bên đó chúng tôi có một cái trailer, 2 phòng ngủ, máy lạnh đầy đủ, ăn uống ở tối đa 1 tháng, không có đòi hỏi gì hết, chỉ đóng có 45 đồng tiền điện và 20 đồng tiền nước, bao ăn uống ngày 3 bữa, được không? Rồi đi chơi chút đô lấy đồ, đi Disney World, vô cái sản mắc quá. Gọi tôi sẽ có một cơ sở cho Orlando 15 mẫu. Và nói tụi con muốn ở đó, rồi ở mấy người, rồi ở mấy ngày, rồi chúng tôi ra đón từ thị trường. Và vào đó ở chơi một tuần lễ, đi chơi đã khỏi tiền khách sạn, nhưng ra đi nhớ phụ thành tiền điện.
vậy thôi là tụi con được cái benefit đó. Rồi lên Seattle cũng có chỗ ở, dài dài bữa đi về Fresno cũng có chỗ ở. Đó là cái benefit đệ tử của thầy Thông Lai. Được không? Tụi con sẽ sau này vài bữa sẽ chúng con cấp được một cái passport. Cái passport này nó cũng là cái kêu là passport Tây Phương Thượng Lạc. À, passport của Việt Cộng là hiện giờ sắp hàng 90 trên thế giới. Nhưng mà nếu mà passport này thì đứng hàng nhất trên thế giới. Tại vì passport này là về cõi Thượng Lạc. Cõi Thượng Lạc có phải là nói là giàu hơn của Mỹ không? À, cho nên á, cái cuốn passport này quý vị sẽ có cái hình, có cái dấu y như vậy. Mỗi lần đi tu đó thì chúng tôi đóng một cái dấu để con biết rằng đã có tham dự chương trình trên đêm tu hành. Cho tới khi lâm chung thì hấp hối kiểu thầy qua chẳng thấy đâu bắt con má con đâu, tôi mới lần ra tôi kiểm mỗi giờ má con đi tu được bao nhiêu lần, có niệm Phật được bao nhiêu ngày, lần ra trong sổ này nó có 100 trang nhưng mà đâu có dấu nữa vậy. Má con chỉ đi có một ngày à, thì tôi nói rồi không phải bỏ. Tên này tụng phải 20 tiếng chưa chắc chắn xong. Chuẩn bị tinh thần. Còn lần ra, à bà này đi được 3 khóa, tên này tụng 16 tiếng. À bà này đi được 10 khóa, tên này chuẩn bị tinh thần tụng 8 tiếng. Và tên này đi tới 20 khóa, tên này chỉ tụng 1 tiếng là nóng liền, nóng điện đầu liền. Cho nên cái bát bo này đã được sử dụng và đã được công nhận bởi chính phủ Hoa Kỳ. Quý vị có tin không? Ngày 28/9 năm 2010, tôi dẫn 600 người đi về Washington DC để trình 1 triệu chữ ký, quý vị nhớ chưa? Có ai đã từng đi đó được cho coi hôm nay rồi. Có một cái bà già, bà không có đem bát bo và không đem driver license. Và lúc bà đi tới chỗ phi trường thì TSA hỏi vé đâu, bà luôn không có, bà có cái bát bo tới xuống Trường Lạc. Vậy mà TSA Hoa Kỳ nó coi lui coi tới, có hình có ảnh, cuối cùng nó cho bà đi vô. Như vậy bà đi vô, bà đi vô là bà tu rồi, nó hồi bà ăn ta phải tu bà đi về. Bà cũng sử dụng cái bát bo này trở về, nhưng mà nó cũng cho bà qua luôn. Cho nên nếu hỏi bát bo nào mạnh nhất trên thế giới, xin thưa bát bo Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Chị này mình có pháp bát bo này không vậy? Ồ, nói vậy nha, nhưng mà không có đóng tiền gì hết, phi. Cái này á, đi đến các cơ sở của thầy là mới bóc ra. Tại sao tôi bóc? Tại vì cơ sở tôi đó, chỉ cộng nó có trà trộn đó. Tại tôi chống nó, thành nó cũng trà trộn vô. Thành ra có cái này á, người ta mới tiếp đó là đây là con ruột, phải không? Còn nếu mà không có cái thẻ này á, tức là con cháu của Hồ Tạc. Thành ra tôi không có tiếp đó, đó là quý vị thông cảm, thì tôi đang chống cộng. Cho nên đến cái này là phải bát vô cái hệ thống tôi. Đi về Cali, gặp cô Hồng Đức, được ăn phi ở phi một tháng. Tốt nhiều không? Không tốt luôn, Hồng Đức nó tốt luôn. Ngày 3 bữa. Nói 3 bữa phải lên tụng kinh 3 thời. Ăn phi, ở phi. Tôi mua cái đó là 70 phòng khách sạn ở bên, ở vùng Bao Spring á, Indo. Cho nên chúng tôi phát hết cho mấy bà già rồi, còn lại chúng tôi còn 4 phòng khách sạn đó quý vị, là phòng khách đó. Thành ra quý vị cứ đi rồi nhớ giữ cái này, rồi bên Làng Di Đà thì bên Rôn Thế Sinh tôi cũng có là 4 cái trang trang mobile phòng khách để tiếp khách. Và dưới Orlando chúng tôi cũng có đầy đủ cho quý vị. Còn Washington vậy, đó là cái quyền lợi cho những đứa con của Đức Phật A Di Đà. Hiểu chưa? Nhớ giữ cái này nè, chúc làm thẻ, không có đóng tiền bạc gì hết. Rồi còn gì nữa quý vị thông cảm chút nha, để giải quyết cho mấy em gia đình phật tử. Người kế tiếp là Trần Thị Mỹ, Trần Ngọc Mỹ Dung, pháp danh Huệ Nhàn. Huệ Nhàn, Trần Thị Mỹ Dung Đa Nà. Ai là Đa Nà? Trần Mỹ Dung. Đa Nà đâu? Có hả?
Thế nào là Đana? Ủa sao con lấy cái này? Hai cái hả? Anh chị em à, con là mấy quốc tịch Mỹ chưa? UACTN? You born in here? Ok. Tại vì thấy tên con tên Mỹ thì đặt pháp danh là Huệ USA. Dễ nhớ không? Huệ USA. Hoàng Xuân Hà. Con biết cái pháp danh con đọc lên là ta sợ liền. Hoàng Xuân Hà, pháp danh Thiện Bá. Thiện Bá này có nghĩa là bá chủ, Thiện Bá chủ. Mà nếu mà du đảng thì kêu là Hà Bá. Thiện Thành Trúc. Chúc lên nhận ơi. Chúc ơi lên nhận con. Đây là pháp danh con là Huệ Mai. Dạ, Võ Nhật Minh. Dạ con. Dạ con. Hay là con là Huệ Trí, Minh là Trí, Trí Huệ đó. Dạ đó là Huệ Trí. Rồi Phan Di là Huệ Hậu. Rồi Daniel Trần, pháp danh Trịnh Trung. Daniel Trần Trung. Nguyễn Thu Mì. Thôi chứ Nguyễn nói đại diện thôi cũng được có. Nói đại diện. Pháp danh là Thiện Hòa, Hòa Hiệp đó. Vương Nhất Hoa. Thì là con là Thiện Thủ, tức là Thủ Khoa. Vương Nhật Nguyên. Để đặt con là Thiện Hoàng, tức là Nguyên Hoàng. Trần Ngân Natalia. Huệ Ngân. Hay mà Ngân Lượng á. Eva Phan. Eva đâu? Huệ Nhiên. Cái Nhiên này là cái ký ký Huệ tự nhiên của con đó. Huệ Nhiên. Đây là Nhiên. Huệ Nhiên. Các thi sư quả. Huệ Hải. Nguyễn Thắng Cường. Lời. Dạ, đã đến chung cũng không bể rồi. Đừng có quá mạnh với cái đỡ chua của chùa nha con nha. Thiện Hùng. Tôn Thất. Tôn Thất Đức. Ủa? Con phải Tôn Thất Đức không? Dạ sao là kỳ vậy? Không, Tôn Thất Đức thiệt mà. Ủa mà chữ Minh Đức nào? Tôn Thất Đức, trưởng ban giáo dục. Là con Thần Thiện Vương là dòng dõi vua chúa.
của vua. Rồi. Chào bà Sư Thiên Nhi như vậy. Sao mẹ với Thiên Nhi? Bữa nay là được khách sạn, nó phải lo đón cho nó muốn đi hoài, nó biết là không lên đồ nữa. Bà Thiên Nhi Nga. Bệ Nga tức là hàng Nga đó. Hàng Nga tức là cung nữ, cung nữ có trời. Hết sao? Dạ sư phụ, có sẵn đây có huynh trưởng. Đây là quốc quy của Việt Nam Cộng Hòa, quý vị nhớ là quốc quy. Có chữ ký của sư phụ tặng cho huynh trưởng gia đình Phật tử. Đấy không? Đâu? Đây là quốc quy của Việt Nam Cộng Hòa. Có chữ ký của sư phụ kỷ niệm cái ngày mà thầy kết duyên với những em bé của gia đình Phật tử. Đây thầy tặng cho con cũng treo đồ bán của chị ký của thầy này. Bây giờ thì nó không có giá trị, nhưng mà nó thì chết đó, không có giá trị bán được. Rồi, thầy tặng cho gia đình Phật tử, thầy vỗ tay đi. Còn cái nữa hả? Nguyễn Ngọc Thúy. Rồi, bắt đầu chúng ta thuyết pháp và mời quý vị xuống ngồi ăn tọa đi. Quý vị ăn tọa thì tôi trả lời một câu hỏi này, nó liên quan tới cái vấn đề này. Thầy ra đó một sách câu hỏi đây, nhưng mà nó hay thì thầy đang trả lời liền sau khi chúng ta bắt đầu cái chương trình về Phật pháp cho các em bé. Ở đây đâu còn quán cho mình Phật tử có 5 vị đứng đầu phải không? 5 vị nào mà đứng đầu coi các em nè. Thầy đây là Lucky Money, thầy đóng dấu của cái hệ thống thầy tặng cho mỗi một cái vị leader trong tụi con cái 5 team phải không? Phải 5 team không? Người đứng đầu thôi, mấy cái huynh trưởng đó. Thầy tặng cái đây là Lucky Money. Thì cái đây thầy đóng dấu của cái hệ thống thầy. Thì con biết là cái Tudala này nó biểu hiện cho nó kia có gì thôi chứ có gì. Nhưng mà quan trọng là thầy đóng dấu lên. Đóng dấu lên. Thì như vậy là giống như là thầy xác nhận là thầy sẽ xuất bọn tụi con. Bây giờ thầy không có thể cho hết được cái với em. Thì nói cho tụi nó là mỗi một cái team này là được một cái tờ nha. Bây giờ thầy đưa cho Lưu Trang trước nè. Đây là Tudala, phải không? À, cái này á, là cái tiền Lucky để mà treo ở đồng quán kỷ niệm. Còn kế đã có đóng dấu của cái này. Còn kế dạ dạ con kế con kế. Rồi thầy mời trước khi mà tụi con về chỗ ngồi để thầy trước khi mà nói về Phật pháp trả lời những câu hỏi của những em bé trong gia đình Phật tử Nguyên Thiều, thì thầy mời quý sư ngồi xuống đi thì thầy trả lời một câu hỏi cho mời quý vị trở về. Kính thưa quý vị, hồi tối nay có một người họ hỏi tôi, họ mới vừa di dân đến tiểu bang Colorado này, và trong gia đình này thì họ có một người đó thì họ được mở tiệm nail, một người thì họ sang một cái rau cắt cỏ, và một người đó thì họ chuẩn bị để mà mở nhà hàng. Và họ hỏi thầy nhờ coi bói cho họ chấm chữ gì. Họ nghe tiếng thầy chấm chữ gì giỏi, họ biết trước.
thì tôi nói thường thường cái Tết tôi mới chấm lần, tôi coi bói là thường thường một năm á, ba ngày Tết là tôi dành ba ngày đó tôi coi bói, là tôi xin Phật ba ngày, mà ngày thường tôi không coi, vì ba ngày đó là mê tín, nhưng mà tôi xin Phật cho ba ngày mê tín, từ mê tín mới đưa đến chánh tín. Tuy nhiên họ hỏi là xin sư phụ coi cho chọn cho con một cái nghề nào mà hoàn mỹ nhất, mà nó đỡ nhức đầu nhất, mà nó có tiền nữa, mà cái nghề đó là không bao giờ bị stop xuống hết. Thì tôi nói thẳng với người đó có ngồi đây tôi không biết, tại giờ tối đến neo, chọn nghề làm thầy chùa là nghề hoàn mỹ nhất. Ở Việt Nam á, muốn xóa đói giảm nghèo thì cứ làm nghề gì? Thầy chùa. Thầy chùa là muốn danh làm giàu không? Mà thầy chùa đi Mỹ dễ không? Đi rất là lẹ. Ở Việt Nam mà muốn xóa đói giảm nghèo, muốn tiền vào như nước sông Hàn, tiền ra như giọt cà phê, mà phá giới rồi vẫn còn 300 tỷ thì cứ làm thầy chùa. Còn bây giờ thầy chùa chân chính nè, tôi nói còn nếu mà ở Đại Hoa Kỳ là một thầy chùa quốc gia chân chính thì cái nghề hoàn mỹ nhất. Hồi nãy quý vị thấy tôi quy y một hơi bao nhiêu đứa vậy, dồn dùng cái sổ bao nhiêu người, ai ngồi ở cái ban đó dồn cho thầy cái sổ quy y bao nhiêu người, có cái sổ tổng cộng bao nhiêu người. Hồi nãy tôi thấy hơn 20 người đó. Bây giờ quý vị đẻ một đứa con á, quý vị phải mang nặng. Muốn đẻ con á thì phải kiếp vợ kiếp chồng, phải yêu đương, rồi phải tốn tiền đám cưới, đúng không quý vị? Rồi phải đi mua nhà, rồi phải mua bảo hiểm để chuẩn bị sinh con. Là quý vị đẻ một đứa con là quý vị đã khổ rồi, mang nặng đẻ đau rồi, từ đứa nhỏ mà nó que que nó chào đời cho tới khi mà nó 2 tuổi quý vị bao nhiêu tạ sữa. Rồi từ đó mà nuôi cho nó tới hồi nó 6 tuổi nó đi học, học khi được ra đời, rồi 7 tuổi preschool học cho tới 12 năm tốt nghiệp cái bằng high school, tốt tổng cộng cũng cả $100,000 theo cái tính toán của Hoa Kỳ, và học 4 năm đại học, con quý vị cũng phải nợ cái chú tiền lo nếu nó nghèo, còn nếu quý vị khá khá quý vị cũng phải cho nó dài số tiền để mà phụ trả nợ chú tiền lo. Đó là lấy cái bằng cử nhân, và lấy cái bằng master thì từ lúc đó phải đi làm kiếm và ra cái bác sĩ tiến học 9 năm hoặc là 10 năm. Nhưng mà có nhiều người nói đi tu là trẻ là không nói giọng nói giỏi, bất hiếu, không có đẻ con. Nhưng mà quý vị thấy tôi đẻ có một tiếng đồng hồ, tôi đẻ là 30 đứa. Tôi có tốn miếng tả nào không? Có tốn miếng sữa nào không? Đó là nghề hoàn mỹ nhất là nghề thầy chùa, phải không quý vị? Rồi quý vị đi đâu á, quý vị nhiều lắm là có 1-2 đứa con. Tôi bây giờ đó, tôi đi 50 tiểu bang, chỗ nào cũng có con tôi. Và bây giờ tôi đến lần đầu thì tôi ở nhà mấy người Phật tử thiện thành, hay là chú Tư, hay là vòng vòng đó những người Phật tử cũ. Nhưng mà được tới mà khi thầy về để mà khánh thành cái cơ sở của gia đình Phật tử Nguyên Thiều Đồng Quán á, là thấy bao nhiêu người sẽ mở cửa đón sư phụ đi. Sư phụ ở rất nhiều, xe sư phụ đi từ đủ loại xe hết mà không đóng tiền bảo hiểm, không trả tiền mình. Nhà sư phụ ở đủ loại nhà hết nhưng mà không có đúng con người. Mà quý vị thấy không? Và như vậy quý vị cứ nhìn kỹ đi, cái nghề neo á mà cỡ chừng 60 là bắt đầu bất ngờ tay yếu giũa vô phiêu thi cồ rồi, làm thì bị liếp. Tại tôi cũng đã từng làm nghề neo năm 1980, tôi cũng đã qua cái cầu từ làm chân tay nước tới qua làm móng gãi, tới ra tháo móng, rồi tới buffet, tới làm gel, tới làm bột, tới làm aralic, tới làm fan medicule, tới làm siêu, tới thổi aralic. Tôi đã qua con đường trần ai cái cũ đó rồi. Nhưng mà càng già nghề càng xuống, phải không? Ca sĩ càng già càng lên giá hay xuống giá? Tài tử điện ảnh càng già càng lên giá hay xuống giá? Xuống giá. Thầy chùa càng già càng có giá. Dạ. Tiểu bang này 60 tuổi về hưu, các tiểu bang các 65 tuổi về hưu. Nhưng mà bây giờ thầy đã 68 tuổi này, tụi con cho thầy nhiều hút chưa?
70 tuổi cho thầy về hút chưa? 80 tuổi và còn chiến pháp được cho về hút chưa? 90 tuổi là còn đi được cho về hút chưa? 100 tuổi mà còn ngáp ngáp cho về hút chưa? Hồi còn tụng kinh được thì cầm máy làm chủ lễ. Tụng kinh không nổi thì huyện hương. Tụng kinh không nổi nữa thì ngồi chứng minh. Nghĩa là còn kiếm tiền được là còn ngồi chứng minh. Cho nên nghề hoàn mỹ nhất là nghề thầy chùa. Nhưng nghe như vậy chứ không phải vậy. Người ta hà tiện, người ta dành dụm. Cây xăng này rẻ hơn cây xăng kia, có 5 sen cũng chạy lần kia đổ để dành món gì để chi? Để nộp cho mình. Phải không? Con người ta xin tiền mua một cái xe, mua một cái áo mình cằn nhằn rồi mình mới cho. Mà cho là đồ báo đời. Còn lên đây dân hai tay dạ, xin mời thầy nạp thọ. Nợ này không tu là không trả được. Cho nên á, có nhiều người hỏi thầy tại sao mà thầy không chịu nguyện hương là giao cho tụng. Tôi nói tại vì sao? Tôi nhận sự kính trọng của đời người. Đi tới đâu thì xe đưa xe đón. Hệ thống của tôi bây giờ tiền trên trời rớt xuống, tiền dưới đất chuông lên. Thì kheo không có tiền nào hết. Đừng bao giờ nói cái tài sản của mình. Tài sản này là tài sản của đàn na tín thí. Ăn cơm Chúa là múa tối ngày. Cho nên nhiều người hỏi thầy tại sao thầy không có về hưu mà tại sao thầy cứ buông ba. Vì tôi không muốn mang nợ đàn na tín thí. Và tôi muốn ngày nào tôi còn hơi thở là ngày đó tôi còn trả nợ chúng sanh. Đừng có tưởng người ta cúng như vậy là mình vui. Vì ai mà ta cúng? Vì mình mà ta cúng. Mình làm cái đồng tiền nó đúng không? Đúng thì không mang nợ. Sai thì kiếp sau cũng được. Ăn chay cũng được, mặc đồ vàng cũng được. Đi đâu người ta cũng kính trọng. Mà làm con gì? Làm con bò Ấn Độ. Ai đi từ quán Ấn Độ chưa? Con bò Ấn Độ nó ăn chay hay ăn mặn? Ăn chay. Mà mấy người Ấn Độ nó thấy con bò đi đâu mới né không? Con bò Ấn Độ nó đi đâu cũng làm gì làm, vô chợ cũng ăn, không đuổi. Vì nó tôn thờ mấy con bò đó là Bà La Môn. Cho nên những tỳ kheo nào để chữ Phật mà dỗ được ta ăn chay là tu thì ăn tu thua con bò. Thì kheo nào nói ta mặc áo vàng phải kiếm tàu thi áo thì những con bò vàng ở tại Ấn Độ. Cho nên phải dùng cái trí huệ Đức Phật nói rằng của đàn na tín thí là không đúng. Kiếp sau mang lông đổi sừng để trả nợ. Cho nên tôi qua nên cái hàng tăng ni tôi đừng có thấy mà ta cúng dường mà mừng đâu. Không có cái gì là phi cả. Và phải làm để trả lại cái công ơn của đàn na tín thí. Đó là cái người đệ tử của Phật mà hiểu kinh rất là sợ. Rất là sợ. Cho nên một hồn cơm của Đức Chủ cũng không được phung phí. Huống gì là một ngôi chùa. Mà ngôi chùa đó có phước hay sao? Là ngôi chùa đó là cái chỗ để mà đào tạo ra những vị Phật trong tương lai. Hôm nay là cái ngày tôi vui nhất. Vì tôi đã nhìn thấy cái hình ảnh những em bé này mặc áo đeo hoa sen, biết tụng kinh, biết niệm Phật. Và cái này là một cái tài sản của Tam Bảo. Cho nên có chùa mà không có thầy thì không thể gọi là Tam Bảo. Có Phật, có Pháp, có Tăng. Nhưng mà Tăng rồi có quại gì không? Tăng già, Tăng chết. Phật già, Phật chết. Cho nên một vị Phật trong tương lai sẽ được bắt nguồn từ gia đình Phật tử Nguyên Thiều kể từ ngày hôm nay. Rồi tôi mời tất cả chúng ta bắt đầu chương trình Phật Pháp. Bây giờ đó, các em có quyền hỏi Phật Pháp. Và trong này nghe nói có một cao thủ võ lâm của Vinh Vũ hay gì đó mà hỏi, đã từng hỏi quý thầy khi mà đi quá duyên ở tại đoàn quán của Nguyên Thiều, là khi cái em bé này đặt những câu hỏi và quý thầy bệnh không trời, mặc dù trời lạnh mà toát mồ hôi. Hồi nãy nó lên nó hỏi sơ sơ thì nói nó khá lắm nhẹ cứ hỏi. Và tụi con nhớ khi câu hỏi tụi con ghi ra rồi tụi con đọc bằng tiếng Anh, xong rồi tụi con đọc tiếng Việt. Để chi? Để cho thế hệ cao niên, những người không có trình độ tiếng Anh, họ biết hỏi cái gì. Và khi sư trả lời thì thầy sẽ trả lời bằng tiếng Việt. Xong xuôi lời, ở trong này là có một là Triển, hai là thầy Thị Hỷ sẽ translator là tiếng Anh. Bây giờ bắt đầu nhận câu hỏi của gia đình Phật tử
with him. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bé Nhật Minh còn 9 tuổi, 10 tuổi vậy. Dạ. Có biết ở đây lẫn trộn, nhưng mà điều đại khái là why do the monk serve phong tục như thế nào mà các vị sư cạo đầu? Tôi muốn biết cái người chủ nhân câu hỏi này là ai, đứng lên để cho chiêm ngưỡng dung nhan. Đây cô bé hỏi. Con đứng là con chấp tài chào chào quý bác. Chào đại chúng quý bác và quý thầy. Nó hỏi tại sao mà người tu sĩ Phật giáo lại xê cái he, tức là cạo cái đầu, thấy không? Rồi bây giờ đó thầy nói tiếng Việt, rồi con dịch thẳng lên tiếng Việt cũng dễ mà thầy đi ghi cho cái sinh tục này đi. Tất cả chúng ta mà bị lôi kéo lập gia đình, tạo nghiệp, tạo con, tạo cháu là do cái sắc đẹp của nam và nữ. Và quý vị thấy rõ ràng, nếu mà một cái người nào mà càng đẹp bao nhiêu thì cái người đó sẽ dễ bị lôi kéo người khác phái bấy nhiêu. Cho nên để bảo vệ cho cuộc đời tu hành nó đi đến nơi đến chốn, Đức Phật thấy răng với tóc là gốc con người, và Đức Phật yêu cầu chúng ta cạo đầu. Mà chẳng những bên Phật giáo Nguyên Thủy còn cạo lông mày nữa. Quý vị có thấy lông mày không? Phật giáo Nguyên Thủy Thái Lan, Miến Điện, Sri Lanka cạo luôn chân mày cho xấu, và phải đi chân không chứ không được đi dài nữa. Đó là Đức Phật muốn đệ tử Phật đừng có đẹp quá, để mà không có bị cái nghiệp ái nó lôi kéo đi vào con đường thế tục. Và vì lý do đó Đức Phật mới có cái luật là tỳ kheo ni, người nam người nữ vào tăng đoàn phải cạo cái tóc. Rồi mời quý vị trả lời cho mấy em mình thế nào. Dạ con xin phép sư phụ, con trả lời trước có gì nhiều điểm như là con đang ghép được. Con sẽ chỉ dịch cái ý của sư phụ khác chút xíu để lấy cái ý thôi. Dạ. Bây giờ là con bước lên đây. Con tóc con dài, đúng không? Ở đây con đứa nào tóc ngắn? Bước lên đây. Con nhìn thấy nha, đừng nhìn gương mặt, con nhìn mái tóc, con quay lưng ra con, mái tóc nào đẹp cái gì? Cả hai đều đẹp. Cả hai đều đẹp, nhưng mà ví dụ á, tóc đẹp không cái gì? Cho nên Đức Phật nói à, cạo đi cho làm nó xấu bớt. Sở dĩ á, we have to shave our hair, and even to shave our eyebrows to make us look ugly. So, if a nun shave her hair, or a monk shave his hair, he or she will look ugly. So, we not attract the other sad people. I mean, if I look ugly, I will not attract the ladies, right? And if the ladies look ugly, they will not attract the man. Is it right? So, shaving the hair, same eyebrows, to protect the monk and the nun. That the Buddha says that. You understand? Yeah. Why we shave our hair? We shave our eyebrows.
Cảm ơn, thầy nhưng mà tôi không chịu con nói lời này. Tôi nói là tôi không giải thích là cậu đầu xấu đẹp nhanh, nhưng mà tôi thường dụ người ta xuất gia mà tôi khen các đẹp không? Cậu đầu là đẹp không? Mà không nói cậu đầu xấu, không được. Hơn nữa bây giờ tôi thấy những tài tử nổi tiếng hồi liên quốc á, những thằng mà cái tốt á, cậu đầu có không cái gì? Thằng ta mình nói cái đó nó sẽ có một cái người đặt câu hỏi. Bây giờ nó có một cái tốt cậu đầu, có cái gì? Rất là đẹp. Cho nên á, chúng ta phải biết rằng hiện tại cái thời Phật á, là Đức Phật để tóc. Đức Phật có cao không cái gì? Thì tôi có những đứa nhỏ nó sẽ hoặc là nó hỏi tại sao ông Phật là có tóc mà ông Phật lại bắt đệ tử Phật cạo đầu, hiểu chưa? Mình phải nói rõ cái vấn đề này là tại vì á, cái thời của Đức Phật á, là cái tóc á, nó được giữ gìn cũng như thời ông bà mình mới tuổi tuổi á, cái răng cái tóc hồi xưa với ông già xưa là có cạo đầu không có gì, không cái tóc móng tay cũng gì kính trọng cha mẹ. Vì thương cha mẹ, tóc tai này là do cha mẹ để ra cho mấy ông già mình kêu là bói cũng thổi. Cho nên á, thời Ấn Độ thì tóc họ không có cạo. Và hơn như Đức Phật á, Ngài đã là một giác ngộ rồi. Đức Phật đã qua 49 ngày ngồi thiền với các Bồ Đề, bao nhiêu thiên ma hiện ra gái đẹp, Đức Phật đã bát rồi. Còn những ông tỳ kheo Phật phu tục tử như thầy trò chúng ta là chưa có thắng được cái sắc đẹp. Cho nên Đức Phật mới hủy hoại hình hài. Nhưng mà bây giờ đó, tôi nhìn thấy những người này ngày hôm qua mặc đồ đời đó không có đẹp bằng cạo đầu của những đầu biết không? Hai cái sư cô của tu Lô La Đô, tôi giao viên, tôi đứng lên tôi coi. Đứng lên đi, tôi mất rồi. Đây, giờ có biết mà mới tu hay lâu tu không? Giấc tu Lô La Đô muốn kiếm tiền không? Sư cô này chỉ cần đứng ở trước chợ và mang một cái bảng sư cô có bằng tiến sĩ Phật học, sư cô có bằng coi như tiến sĩ ở Đài Loan, sư cô qua đây hoằng pháp độ sinh, yêu cầu nhận tiền không nhận phút đen và thuốc sữa. Sư cô mở lòng từ bi, sư cô đi hóa duyên kiếm tiền cho trả tiền cho đoàn quán của nữa của gì của Nguyên Thiều. Tôi bảo đảm hai cô này mà đứng tới chợ theo cái bản đó dưới cái mát là tốt tiến sĩ Phật học, dưới cái mát là tu 25 năm ở trên núi Bà Đen chưa từng muốn xuất học trần, nhưng mà tiền đô thì biết tờ nào trăm và tờ nào đồng. Bảo đảm hai cô này là đi có gì tụi con kiếm ngày học lý 500, bảo đảm luôn. Tụi con nhìn cái cô này có biết mới tu là không tu không? Không biết. Nhưng mà thật sự hai người này có phước tướng. Khi có phước tướng, cạo đầu ra nó có tướng sư cô này. Còn có những người mà không có phước tướng mà chỉ bị đi tu, tôi khuyên đừng có bao giờ sắc lông mày sắc môi hết. Tại vì sư cô đó mà để tự nhiên nó tạo đẹp, mà sư cô á mà trong lúc mà còn thời mà chưa đi tu mà đã mà sâm môi sâm mắt hay cắt mắt sửa mũi đó cạo lên nó thành là gì? Thành sư tử. Chắc sư tử thì nặng nổi không? Không xin phép sư phụ. Để các vấn đề là để thích cho. When you have questions about why old monks and the old when we about to religion in be a monk and why they have to shave their head. The reason because when we in samsara, we are in samsara right here, right? You understand samsara? So we only in samsara. We in, when we are in the samsara, we all attracted by sexuality a lot. It means that men or women who always attracted is other. So when we agree, that is the main thing pull us together. Only in samsara, to get out of it, we have to cut that string, cut that one. So another reason is when, because our sexuality is individually, we always spend time in taking care of our beauty, hair, facial, everything like that. As a woman, we always spend more time for taking our hair, our face, is that correct?
and Buddha want to eliminate that time frame that to get more time to listen, to learn how to get out of this samsara. And another way is when you shave your head, we less attractive to another gender. So make sure that do not get involved into sexuality, and that's why you cannot get out. So that's one of the main things. Imagine that when you got your hair, the first thing is you have to be strong desire to cut off your hair, to shave your hair, to make sure you have a strong desire to be learning in Buddha way. You understand? That's the main things about it. Rồi, cảm ơn dạ. Rồi, Minh Lễ. Mấy em biết nè. Dưới thầy bổ túc thêm cái một cái này nữa. Ngày xưa đó, tỳ kheo và tỳ kheo ni, Đức Phật chỉ cho tắm nửa tháng tắm lần. Ở đây đó không có người nào giữ cái giới đó kể cả thầy, nhưng mà người giữ giới nửa tháng tắm lần là thầy Tệ Minh. Tôi bảo đảm, nói giờ ông có nghe ông giận đó chịu. Ông qua mở cái tôi thử định đó, ngày nào tôi cũng tắm lên, con tắm gì tôi sư phụ, nói là con giữ giới nửa tháng lần. Hỏi làm gì? Xê nước. Cho nên á, mà nửa tháng tắm lần thì nửa tháng gội đầu lần chịu nổi không? Không chịu nổi. Cho nên, rồi bây giờ một cái người cạo đầu á, mà sáng dậy đó quý vị ra tắm lẹ không? Sổ dây cái hết liền. Cho nên dành thời gian để mà tụng kinh, niệm Phật, thì quán. Cho nên nó sót hết cái thời gian. In the time Buddha, still in the this war, about 2,600 years ago, Buddha had a rule, any man or nun had to feed after 2 weeks, you can take a shower one time. Every 2 weeks, you have to take a shower one time. But not now. Yeah, because the reason that time Buddha want any man or nun spend the time to study the Buddha, Dharma, not spend the time to make up your body. That I care for you, I highlight, that's the reason. 2 weeks, you get the permit to take a shower one time. The reason, that time no the bathroom, we have to go to the river. And one time the king of the India, he got the beautiful spa, swimming pool, and she offering any man or nun can go to the swimming bar, swimming pool, they take a shower. They got a special equipment only for the king can get benefit like that. But all the nun and the man, they never get a benefit like that. And 1,250 men, he get like to take a shower every day on the king, the kingdom, the palace of the king. And all the king and the son of the king don't get time to take a shower. That's why the Buddha had made a rule. Any man or nun only limit 2 weeks can go back if the king get the swimming pool and to wash the body. That's the story I let you know. Many things. But you got to get time. Sometimes if they get time, I will stop by. I think you so many times, so many things Buddha left. Maybe I think you for 100 years, not enough. Đó là câu hỏi thứ hai. Mô Phật, trước khi qua câu hỏi số 2, có cái message con muốn trình sư phụ để sư phụ đọc. Thưa sư cô, con đang nghe Pháp ở Denver. Có gia đình Phật tử chuẩn bị mua chỗ để làm chùa. Con và Eric sẽ cho mượn 5,000 để phụ đao phê mân. Bao giờ gửi lại con cũng được. Xin sư cô hỏi địa chỉ để con gửi check qua. Cảm ơn sư cô nhiều. A Di Đà Phật. Quý vị thấy rằng làm thiện là có điều kiện gì phải không? Rồi. Sư cô nói con mượn mà
Sư cô nào? Sư cô Hồng Đức. À, tức là sư cô của con. Vợ chồng của cô. Vợ chồng Thiện Hạnh á. Dạ. Thiện Hạnh á. Vệ Dung. Cô cũng có cho mỗi 5.000 để tao thêm anh thêm phải không? Mà có lấy tiền rồi 15 chấm hay 20 chấm? Phải coi chừng cái đó, cái chuyện nhỏ nhỏ. Đứng lo, đứng lo. Cái chuyện nhỏ nhỏ chứ. Không chỉ một cách cảm ơn. Đây, nói tới cúng dường ta bảo đây là cái món tiền rất lớn. Lớn chỗ nào? Travis con 7 tuổi, Russell con 5 tuổi, Michelle con là cô Diệu Hiền cũng có mấy đứa nhỏ. Nó để tiền ăn sáng. Hồi sáng này cậu cầm lên, tôi đưa. Thì tôi đưa đây, cái tự nhiên tôi cầm cái bao thư thường thường. Tôi cầm là bao thư nó Phật tử cúng thì nhẹ. Tại vì tận tâm nó nhẹ, nặng quá vậy. Nhẹ. Khi nào bao thư nhẹ là tôi biết tiền nhiều. Mà bao thư nặng á, thì tôi biết tiền ít. Thì đó là tiền xem. Mất rất là năm xem. Nhưng mà tự động tôi vừa lên diêu xuống dưới thì tôi nghe cái tiếng nói dặn dặn lộn tai. Có một cái vị nào đó nói chắc là hộ pháp. Mở coi cái tiền thư đó đừng có cái tư tưởng là nhẹ hay nặng. Cái bao thư này là đại thí chủ của bên ai đó. Tôi mừng quá nghe nó đại thí chủ. Đang đi đến tôi nghe nó tiếng dặn dặn chạy lên mở ra liền. 10 đồng, 20 đồng, 25 đồng. 30, 36, 5 đồng 4 mấy với 100 mấy. Thì lúc đó tôi nói, ủa sao mình nghe lộn vậy, có mấy chục sen nữa. Thì sau đó tôi chụp mình, tôi nhớ liền. Đứa nhỏ này, nó có 7 tuổi, 5 tuổi. Mà nó gom hết cái tiền lì xì có được 100 mấy là hết cái gia tài nó vô cái gì? Hết cái gia tài của nó. Cho nên, đối với con mắt của chư Phật và chư vị hộ pháp, tôi khởi cái tư tưởng, có người cầm lên đưa cho tôi nói, mà tôi thấy nặng là tôi thấy cái này nặng, tức là tiền cắt để nó không coi sao, mà nhẹ tức là tiền trong. Nhưng mà tôi nghe, tôi xuống đi tiểu thì tôi nghe cái tiếng nói bao thơ đó là bao thơ của đại thí chủ. Mừng quá, nặng này không chừng là già. Mở ra coi có hột sò không, mở ra thì lý lại coi trăm mấy hai trăm. Thì đọc cái đứng cái này có thể là những đứa bé 7 tuổi, 5 tuổi nó cúng dường để chi, để gieo duyên với sư phụ thiên thần này. Cho nên tôi dạy cái hàng đệ tử xuất gia của tôi có một câu chuyện thế này. Một câu chuyện thế này là cái thở của Phật nhập viện truyền phản 100 năm. Ta tên 100 năm có thời kỳ vua A Dụng. Thì có một cái người coi như là trong một cái lễ mà đám tay tăng đó, họ cúng dường để mà họ cầu siêu luôn rằng thắng mãi cho cha mẹ. Thì họ lại thấy ông hộ pháp họ báo là ngày mai này nên đến trống Bát Nhã để tiếp đón một đại thí chủ. Tại có một vị thần họ báo cho hòa thượng, giống như nãy có người báo tôi vậy đó, nói đại thí chủ. Thì hòa thượng nó kêu là chim bông chim hoa là coi như là thái ưu hương rồi quét chùa cho đẹp để đón đại thí chủ. Thường thường những chiếc mộng như vậy đó là chỉ là những bà hoàng hậu hoặc là vua, nhưng mà tưởng là vua A Dụng đến nhưng mà không phải. Chờ tới chiều thì có một cô gái cổ đi làm mướn và cổ nghĩ tới ngày Du Lan cổ có được có xin được có chút xíu à, có đâu có mấy muỗng dầu với mấy cái muỗng muối ăn á, tại bên Ấn Độ nghèo lắm. Và ông góp lên thì ta chạy lên, tức là có nhỏ nào nó bỏ cửa, nó chùa mà nó lại bỏ nó đi ăn mài, nó đi xin được con, nó vô nó cúng cái gì đó. Thì ngài nói cứ mở cửa vô đi. Cái hòa thượng đó là cái người, cái thời đó, cái thời Vua A Dụng người ta là thánh tâm, ta biết thời Phật mới nhập viện mà. Cái ngài nó trống vô lên, cái hòa thượng lại sau thì cô nhỏ cúng xong thì ngài nó trân trọng. Và ngài nói chiều nay nấu cơm thì nấu nồi súp, và lấy cái miếng muối này bỏ vô riêng trong cái nồi súp cho đại chúng ăn. Đồng thời đó, cái hạt gạo này đó, cái nhúng gạo này ngày mai đó nấu cháo cho đại chúng, thì hốt cái nhúng gạo này rải vô cho anh ấy làm cháo, để đây là đại thí chủ. Và nhớ ngày mai trước khi ăn là phải thực tồn ngũ quán 800 tập lội của đại thí chủ Nhân Tiêu để chúng hỏi phụ. Thì chuyện nó qua rồi, cái thời gian sau
cái bà này bà đi và bà được lọt vào mắt cái cô bà đi mà học sinh đó, cô lọt vào mắt của một cái Dương Tôn Công Tử của trong một cái bà hoàng phi của vua A Dục và cưới lên là một cái người trước phi trong cung, bà giàu lắm. Thì lúc đó người ta mới hỏi tại sao mà bà được cái gì là cúng vậy, thì bà bữa bà vô chùa bà mới hỏi một cái gì thách ta, hỏi tại sao con được cái phước gì mà con được, cái do con cúng một muỗng muối và một chút nước gạo mà con được làm hoàng hậu. Thì vị thách tăng nó nói tụi nó còn cảm ơn và về bảo hiểm, còn nếu mình cúng có muỗng muối và mình cúng có bịch gạo mà mình được làm hoàng hậu, thì chiều nay ngày mai mình cũng tới cái chùa đó đi, mình sẽ cúng coi như là một xe vàng, một xe bạc và một coi như 100 bao gạo. Thì thông báo lần này thì ở đích thân cho người sẽ thông báo ngày mai chứng phi của vua Ba Dùng sẽ cúng đại chí chủ. Và ông vua ngày này ông đã định đương nhiên đánh đón đàng hoàng, đón đàng hoàng thì tối đó hoàng thượng đó ông ngủ thấy hộ pháp mới ngày mai đó đừng có đánh trống, đừng có làm gì, ngày mai không phải là đại chí chủ, chỉ là một tên tiểu chí chủ. Ông hoàng thượng không tin, ông đã nhận được cái lệnh của từ hoàng trung đưa người xuống. Thì sau khi mà bà cúng về rồi đó, thì trên đường mà bà vô nó lại bà cúng rồi về đó, thì bà đi ra để mà bà bước xuống cái chùa đó, bà tăng cấp thì bà dắt chân cái bà té vì cái áo đồ nó dài, bà té và bà bị chặt chân. Thì bà về bà mới sai Ngự Long Vương khi bà vào chỗ cho ông thầy mà nói là tại vì bà cúng có bổ bối dưới bình gạo mà bà được là hoàng hậu, là tại vì con cúng luôn cả kho mà tại sao con bị cái quả này. Ngày nói tại ngày đó con cúng là con được con ăn mài, cái ngày đó cái nước gạo đó ta cho con để con nấu cháo và nhẹ muối để con ăn mà con nhịn đói, tức là cái đó không có bụng thì mà con hy sinh cái thọ mạng của con cho nó là cúng hết cái gia tài. Còn bây giờ con là vợ của vua A Dục có tới 100 triệu lượng vàng mà con cúng có 10 lượng vàng hay là 100 lượng vàng thì con cúng nó một phần ngàn của gia tài của vua A Dục. Nó đến suốt chỗ bằng, mà trong khi đó trong chùa này nó có tới 500 vị tăng, thay gì đó mà con không đi xuống đó, con không ra chứng chỉ đó thì người ta tụng kinh niệm Phật. Thay vì cái giờ con xuống, con là vợ của chùa, cho nên 500 ông thầy này phải chạy xuống là nấu ăn, rồi quét chùa, rồi bỏ thời giờ công phu. Do đó con cúng cái này là mất thời giờ tu hành của tăng ni. Và trong khi con ngồi con cúng xong con ăn đó, thì mấy ông thầy là những người giới đức, mấy ông thầy phải đứng ra hầu con, quả con vì con là bà hoàng, cho nên con tổ tích. Cho nên từ nay tôi nói rằng quý vị cúng chùa dưới cái tâm mà ngã mạng quý vị tổ tích, mà quý vị cúng với cái tâm thanh tịnh. Con bé này nó cúng cho tôi với con bạc này, nhưng mà tôi bảo đảm với cái công đức của nó này lớn lắm nha. Cho nên quý vị hiểu chuyện công đức cúng cái gia tài của nó, đứa nhỏ 7 tuổi mà nó cúng cho mấy là còn hết gia tài đó quý vị. Cho nên cái đồng tiền này tôi không dám xài đâu, mà tôi xin trao lại cho Liễu Trang. Lên nhảy. Lên nhảy. Lên nhảy. Cái này nó nặng lắm. Cái nào nhẹ anh nhảy. Mô Phật, con em mua gạo, nấu cháo cho mấy em nó ăn. Mấy đứa nhỏ nó cúng thì trong cái đứa nhỏ này nó hưởng thì nó đủ sức, còn thầy chỉ nhận bao thư nhẹ thôi, thư nặng không khác. Dạ, tại con cúng giờ là có một cái sự đây là con sẽ giữ, đây là cái vui thật ra đó là tôi không biết là con đến trong ấy rồi. Câu hỏi của một em bé Nhật Minh, tại 8-9 tuổi, hỏi là đạo Phật bắt đầu từ lúc nào, tức là Đức Phật, đạo Phật đã có mặt từ lúc nào? Và nếu nó nói là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật có mặt từ lúc nào thì dễ nói, nhưng mà nó nói cái câu đạo Phật xuất hiện ở trên cái thế giới này từ lúc nào? Quý vị để ý từng câu nha. Nếu mà hỏi Đức Phật Thích Ca có mặt từ lúc nào thì mình nói rất dễ, lấy cái kinh mà Đức Phật mà coi như là đản sanh Đức Phật coi như là nhảy ra từ đất Phật Ma Gia Quan Hậu ngày mấy ngày căn trồng ngày mấy ngày đó ngày mấy ngày mấy, mình nói rất là dễ, ngày Phật đản.
Phải không? Là Ngài tu bao nhiêu năm rồi Ngài thành Phật, Ngài nhận diện rõ ràng, nhưng mà hỏi đạo Phật xuất hiện trên thế gian này từ lúc nào? Tôi mời quý vị tới đây. Đạo Phật xuất hiện ở trên thế giới này từ lúc nào? Được. Ông bao nhiêu tuổi rồi? 6 mấy? 68? Trả lời đứa 8 tuổi rồi. Amitabha, I'm not really a monk that should learn the reading and listen to. You can say that half monk. Temporary. So, like I said, I'm not an expert. So just answer whatever I know. Maybe I'm not really exactly what the textbook, but what I understand is in India, way before Buddha became a monk, they have something like they usually go to a forest and they meditation. But it's more like in Hinduism. But they have that kind of meditation pretty much like in Buddhist. When Buddha, 2600 years ago, you don't know, he was a prince and he was going to be a king. But after he went through all, he did go to four directions, you know, north, south, east, and west. You see that people dying, people sick, and something like that. And he just escaped the life of the king, and then he goes to the forest. But after he enlightened and he established the Buddhist, we are following now. That's what I understand. But Master can, you know, explain better than me. That's all I understand. Thank you. Nãy đó tôi đã tạm thời là Minh Lễ nói đó là giải thích về đạo Phật xuất hiện trên cái quả đất này từ khi là Thế Tử Thích Cật Đa lúc 7 tuổi, Ngài cũng sống bình thường, và Ngài sau đó Ngài là chuẩn bị lớn lên, Ngài làm vua, Ngài cũng có vợ con, nhưng mà sau khi Ngài đi du quản với 4 cộng thành thì thấy cảnh sanh già bệnh tử, và cuối cùng Ngài chọn thêm một con đường để mà chấm dứt luân hồi sinh tử. Và sau khi Ngài meditation thiền định 49 ngày ở dưới cây Bồ Đề, và Ngài đã giác ngộ và Ngài tìm ra cái con đường tại sao mà chúng ta bị luân hồi và con đường nào chấm dứt luân hồi sinh tử. Đó là nói về cái Đức Phật Thích Ca. Nhưng mình nói về cái trái đất này, quý vị nhớ trước khi Đức Phật Thích Ca là có Đức Phật Ca Diếp. Đức Phật Ca Diếp là có những Đức Phật khác, 7 vị Phật, từ coi như quá khứ thì và thiên Phật, là thiên kiếp Phật, rồi thì sáng phục Phật, Tôn Đà Hàm Bồ Đề. Mà nếu mà nói về trong cái vũ trụ universal này thì có Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, là Đức Phật dùng danh từ là hằng hà sa số Đức Phật, tức là nhiều như số cát sông Hằng. Thì bây giờ con giải thích đi, là thầy sẽ nói tiếp tại cái vấn đề này, nó phải giải thích rõ. Chỗ này nó hơi cao một chút. Quý vị đi tu lý thành Phật, tu lý gặp Phật, mãi mãi không gặp Phật. Quý vị tu thì quý vị đã là Phật rồi. Mọi người chúng ta có Phật tánh không? Có. Những em bé này có Phật tánh không? Có. Cho nên thầy không chấp nhận các em, vì các em đều đã là ông Phật. Nhưng mà cái ông Phật này nó chưa xài được. Ông Phật này còn lẫn lộn với những cái ông chúng sanh. Trong người chúng ta có lục đạo luân hồi không? Có lúc thì chúng ta rất là hiền như con người, có lúc chúng ta là bố thí, chúng ta giống chi thiên, có lúc chúng ta nổi tam bàn lục đặc, phung mang tượng hóa như là Atula, và có lúc chúng ta ích kỷ như là Ngạo Mị, và có lúc chúng ta lại từ bi như một vị Bồ Tát. Cho nên mỗi một ngày chúng ta đều đi trong lưng cầu hồi lục đạo, là tâm thái chúng ta trạng thái là 6 trạng thái, trời là bố thí,
người là thương cha thương mẹ, giữ nhân lợi điểm ý tính. Xuất sanh là dục dục thịt ra là mẹ cắn con cắn mẹ dành ăn. Loài người dục dục thịt ra là nghĩ tới chồng, nghĩ tới con, nghĩ tới vợ. Cho nên người nào chúng ta, cái tâm nào cảnh giới đó, tu đi Phật Phật không bao giờ gặp. Nhưng mà tu để loại hết những cái chúng sanh, những cái ma tánh ở trong người chúng ta, thì chúng ta lòi ra ông Phật. Hiểu chưa quý vị? Ông Phật ta ở trong ta, tối ôm Phật ngủ, ngày ôm Phật ăn, đi với Phật, sống với Phật. Phật là gì? Phật tiếng Phạn là tức là Buddha, mà dịch ra là giác ngộ. Phật là giác ngộ, chứ không phải ông Phật là bằng xương bằng thịt, là thái tử tới Đạt Đa ở Ấn Độ đâu. Cái Phật đó là Phật tầm tướng, cái gì có tướng tiêu vị tiêu diệt. Nhưng mà cái Phật tánh là cái không bao giờ tiêu diệt. Cho nên người nào mà nói đi tìm Phật, mãi mãi không gặp Phật. Có một cái người kia họ tu, họ đi tìm Phật, họ đi hoài thì có thầy nghĩ là con đi qua hướng đó lên núi Hiền Mã Lạc Sơn sẽ gặp Phật sống, đi qua không gặp. Ông đi riết, ông đi riết thì ông muốn kêu ông vào trong một ngôi đền, ông gặp một vị thiền sư ngồi thiền. Ông hỏi con muốn gặp Phật thì con đi cả mấy tháng rồi, người ta chỉ lên núi Hiền Mã Lạc Sơn, rồi ta nghĩ đi về tứ độ tâm, người ta chỉ đi về Bồ Đề Đạt Đà, con không gặp. Thì cái vị thiền sư nó nói hả, ông Phật ông đâu có đúng hiện ra cho con, ông là Phật, ông muốn ở chung, ông đâu có nói cho con biết ông là Phật. Nếu có Phật, Phật có xưng là Phật không? Nếu có Bồ Tát ở đây, Bồ Tát có xưng là Bồ Tát không? Không. Những người nào tự xưng mình là Phật, là Bồ Tát, đó là đồ dỗ. Cho nên, làm sao con biết được Phật? Ông Phật, ông khác người ta. Từ nay con ra đời con tiền. Ông nào mà mang chất ngược, chiếc trái qua phải, chiếc phải qua trái, ông đó là ông Phật đó. À, dễ tìm không? Bắt đầu cái tên này nó muốn đi. Cái đi tìm hoài mà, đi hoài cũng không thấy tên nào mà mang chất ngược. Quý vị sổ đôi dép mà, chân trái chân phải, nó đi cái vòng bài đi riết 3 năm, đói khổ rồi trở về. Về tới nhà, đói rồi mệt quá, gõ cửa rầm rầm thì nó có bà mẹ già đi giúp. Bà già, nó mất con đi mấy năm nay nó về, tự nhiên, nó mừng quá, bà già bà sổ đôi dép, bà sổ đôi dép và bà sổ lộn. Quý quá mừng con sau 3 năm đi dắt, và bà mang dép ngược, bà chạy ra. Thì thằng này nó có cái tập là nó cứ đi nhìn dép, thì nó nhìn đầu tiên thấy mẹ mang dép ngược. Và nó chấp một ngày, ôi ông Phật của con ở đây mà đi tìm hoài không thấy. Dạ, sư phụ cũng là chú, những lời sư phụ dạy thì rất là cao siêu, mà có lẽ các em thì chưa có bằng lòng. Nghĩa là các em hỏi, đạo Phật có từ lúc nào phải không? Dạ. Where is the beginning? You know that awareness existed in everybody. The Dhamma, Buddhism is not a religion. Buddhism is the truth. Buddhism is awareness. So every one of you is the future Buddha. Who knows Dr. Master? Ai biết bác sĩ, ông bác sĩ, người mà phát minh ra cái điện vi á, người mà phát minh ra tìm được vi trùng đấy, ai biết? Như vậy là có vi trùng, nó có từ lúc nào, nó có từ lúc mà người ta có cái điện gì thấy nó, hay là nó có từ vô lượng thời gian rồi, phải không? Đạo Phật cũng vậy. Our wisdom existed all the time through the universe, but the Buddha, Sakyamuni, he is the one who found it, who saw it, so who told us, who tell everybody, who told us, Sakyamuni told us that awareness existing is existing in ourselves. In our body, in our wisdom, in our mind. So, Buddhism or awareness or wisdom existed. It is existing through all the time. We cannot tell when it begins and when it will end.
is my answer understandable for you? You understand? Now, Phật đã trong ta từ khi biết phát tâm từ bi, Phật đã trong ta từ khi biết phát tâm từ bi, từ khi biết bàn tay nắm lấy muôn bàn tay, khi mà bàn tay em chạm vào bàn tay của tôi, một cái tình thương nổi lên, đó là cái Phật tánh, đó là cái tâm Phật. Và khi nào chúng ta loại bỏ những cái tâm ghen ghét, những tham sân si, thì đó là Phật tánh hiện diện, Đức Phật hiện diện. Đức Phật đó có trong quý vị, nhưng mà đôi khi Đức Phật đi rồi khi mà tâm sân hận nổi lên, Đức Phật đi rồi khi mà tâm ghen tị nổi lên, nhưng Đức Phật sẽ trở về khi tâm từ bi trở lại trong tâm của chúng ta. Hay như là Phật. Cái chỗ này thầy bổ túc cho rất dễ hiểu cho các em nè, nãy tôi nói cao thì nó thấp nè. À, ở trong này who want to become a doctor in the future, who become a doctor? Tôi hỏi các em, who become an engineer? Who will he study become an engineer? Who become a lawyer? Who become a scientist? Who become a businessman? Ở trong này có những em muốn học trở thành bác sĩ, có những em muốn học trở thành dentist, có những em muốn học thành kỹ sư, và có những em muốn học thành là sĩ quan, muốn đội Navy, Army. Nhưng mà thầy hỏi chừng nào tụi con bắt đầu, chừng nào tụi con siêng năng học hành thì tụi con trở thành bác sĩ, và chừng nào tụi con làm biến tụi con vẫn mãi mãi không thành bác sĩ. Nhưng mà cái bằng cấp đó vẫn còn nằm chờ ở con có khả năng làm bác sĩ, nhưng mà con siêng thì con 6 năm, 7 năm, 8 năm, con làm biến có khi 90 năm cũng chưa là bác sĩ. Cho nên hỏi bắt đầu, ông bác sĩ bắt đầu từ lúc nào? Không phải thể có được. Khi nào đủ nhân viên, đủ cái tinh tấn, đủ sinh năm thì trở thành bác sĩ. Hỏi với ông thầy thì khi nào thành Phật? Ở trong này với thầy nè, ông nào mà ngủ khuya, dậy sớm và chuyên môn tu thiền thì ông mới thành Phật. Và ông nào đó làm biến ăn nhiều hơn ngủ, và coi như suốt ngày không làm gì thì ông đó sẽ thành Phật mà lâu lắm. Cho nên hỏi không? Hỏi trong này những đứa nào, chừng nào tôi con thành Phật, và bác sĩ có mặt từ lúc nào? Và hỏi con gà có trước hay là con nghe cái trước có trước? Những câu hỏi đó Đức Phật không trả lời, vì muốn nói cho đó rất là dài dòng. Nhưng mà Đức Phật nói là tất cả chúng ta đã là Phật, chỉ có cái là chúng ta giống như là vàng nó lẫn trong đá, và chúng ta phải tu hành để chúng ta lọc đi những cái đá nó lội ra gà. Chúng ta đều có Phật tánh, nhưng mà chúng ta tu làm sao bỏ bớt những cái ma tánh gì. Thành một cái niệm khởi lên chúng ta coi như là niệm thiện hay niệm ác. Một niệm cái tị này đó là ma tánh bỏ, một cái tâm từ bi đó là Phật tánh giữ, một cái niệm xấu ích kỷ là bỏ, một cái niệm mở rộng tâm hồn là tâm Phật. Cho nên khi mà hỏi ở trong này là trong đứa này chừng nào, trong đó có 10 đứa muốn thành bác sĩ, vậy bác sĩ bắt đầu từ lúc nào mới có một bác sĩ của gia đình Phật tử Việt Thiều? Không trả lời được. Tùy theo cái nhân viên, tùy theo cái nhân viên. Tôi trả lời được từ nó nghe đi, đúng không? Chừng nào thì đứa này trả lời tôi thành bác sĩ, chừng nào tôi thành nha sĩ, chừng nào tôi thành dược sĩ, mà nói tụi nó không thành cũng không được. Ai cũng có khả năng trở thành bác sĩ, nhưng mà có đủ nhân viên sanh vào cái gia đình, mà cái gia đình đó có truyền thống để mà cho mình đi học hay không, sanh vào gia đình giàu hay nghèo, có đủ nhân viên hay không. Còn nếu mà nói Phật bắt đầu từ đâu, từ khi thế giới này có mặt, từ khi cái thành tích này có, từ khi cái universal này có, là đã có nhiều vị Phật rồi. Nhưng Đức Phật Thích Ca là Ngài đang có nhiệm kỳ giáo hóa ở cái cõi này, trong thời gian chúng ta có nhân duyên gặp được Ngài, và thời kỳ này là thời kỳ sắp chấm dứt của Phật Thích Ca. Còn nó Phật giáo bắt đầu từ lúc nào? Phật giáo bắt đầu từ khi có loài người. Và ma giáo bắt đầu lúc nào? Cũng từ khi có loài người. Cho nên nói cái này là nó hỏi câu nó cao, nhưng mà nói lòng vòng nhiều lắm, quý vị hiểu nè. Cho nên tuy cái nhân viên, nhưng mà Phật không bao giờ hết. Hết cái Phật Thích Ca rồi còn Đức Phật nào nữa? Có. Sau này có 1000 vị Phật trên cái quả địa cầu này, kêu là thời kỳ hiện kiếp. Nè, còn Đức Phật đó, loài người chúng ta bây giờ là sống 100 năm. Tới khi mà
Đức Phật kia làm ra đời rồi người sống tới 80 ngàn tuổi rồi. Còn lâu lắm. Cho nên quý vị nhận cái câu hỏi thực tế một chút đi. Những câu hỏi thực tế là như thế này. Cái chuyện quá duyên là gì? Một vị thầy mà đi sinh đề đó, đi khách thật kêu là đi gì? Quá duyên. Thì sẵn đây tôi nói cho những Phật tử lớn tuổi luôn, có một câu hỏi thế này của một tỳ kheo trẻ tuổi, để chúng ta chuẩn bị ăn cơm trưa. Bây giờ là mấy giờ? Tôi trả lời một câu hỏi này, tôi hứa với cái ông thầy này và tôi sẽ bạch thầy, con là một thầy trí khách trong một ngôi tam bảo, có nhiệm vụ tiếp khách là chư tăng ni và Phật tử đến thăm chùa, nhưng con không biết cách nào để làm vừa lòng thiên hạ đến thăm chùa. Ngày nào cũng có người khen và ngày nào cũng có người chê, cho nên bà thượng con cứ đổi hết đi khách này tới chi khách khác, và lần lần ai cũng sợ cái chiếc chi khách. Nhưng mà cuối cùng bà thượng nó bắt con phải làm, tại vì con á là tiếp đón 10 người thì con được vừa lòng được 7 người và 3 người chê con. Xin thầy cho con lời khen thị, một tỳ kheo trẻ làm chi khách thì làm sao để mà không làm cho Phật tử thối tâm? Làm chi khách rất là khó, người ta mệt mỏi ra đến chùa, mà nếu mà mình đang ăn cơm mà không mời chúng ta cũng giận. Rồi người ta đi nhà nghèo mà ta đi cái xe cũ, mình lại vô tình mình xách cái vỏ trái cây của họ mình đi bỏ sao, mà một tên như Mercedes đi mình tiếp họ trước cũng giận nữa. Rồi họ có nhiều cái họ chấp nó phải đến chùa, thành ra làm chi khách để làm sao mà để cho Phật tử không thối mùi chúng ta quý vị ta đi. Khỏi mất thì giờ tôi đã từng làm chuyện khác rồi, họ là ai cũng sợ giờ tôi làm, và tôi viết một câu rất là đơn giản. Từ ngày tôi viết cái câu đó là tôi không bị phiền não nữa. Cái câu thầy chỉ cần về cái chùa này thì viết một câu này là một cái banner viết rõ ràng: tôi là thầy chi khách đã phục vụ mấy năm trong chùa này, và sau thời gian tôi đã bị Phật tử phiền lòng và Phật tử khen tôi cũng có, chê cũng có, cho nên tôi viết ra một câu thần chú này. Tôi nhận ra rằng nếu thầy tri khách mà còn cố gắng làm vừa lòng thiên hạ thì là đó là một ông thầy tri khách vừa dốt lại vừa ngu. Viết cái bản đó thôi, tôi là một thầy chi khách trải qua 10 năm kinh nghiệm, cũng có làm vừa lòng một số Phật tử và làm mất lòng một số Phật tử, và tôi kinh nghiệm ra rằng nếu mà thầy chi khách cố gắng làm vừa lòng thiên hạ là một chuyện vừa khó lại vừa vui. Anh Công, cảm ơn một chút phút quý vị. Con thấy nó phải phê ở cái thư phụ là quý vị quý đoàn quán Nguyên Kiều hỏi sư phụ rất nhiều, xin sư phụ cho con phép mạng họ bạn ngồi hỏi lại. Đến như vậy thì con xin phép sư phụ cho con hỏi thăm quý vị gia đình Phật tử, quý thiền trưởng và các em, câu hỏi là tại sao chúng ta được là Phật? Quý vị là huân trưởng làm là Phật với mục đích gì? Phải nói mục đích đó về một bạch ra thì sư phụ có nhiều giải bày rất hay. Thì hỏi tại sao mà mấy huynh trưởng hay là huynh trưởng gia đình đó? Hỏi cô Liễu Trang tại sao không có cái niềm vui của đàn bà là có chồng và con, mà tại sao bỏ hai cái niềm vui chồng và con vô đây để mà hướng dẫn mấy em Phật tử Nguyên Thiều dưới cái mục đích gì? Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chồng thì có cũng 30 năm mà sắp bị rồi. Con thì chắc đời trước không có duyên cho nên không có con. Với gia đình Phật tử và với đạo Phật, hình như tiền kiếp con đã có duyên rồi. Khi các em đau bụng, chị đây cũng đau bụng. Khi các em chảy máu, chị đây cũng chảy máu.
Con không biết đó là cái lòng tự bi của con hay sao, nhưng mà thương bị thương con thì không sao, mà các em bị thương con đau nhiều hơn. A Di Đà Phật. Cảm ơn. Và hồi nãy vợ của chú Biển là hỏi con đó, tôi vừa đi xuống dưới đất trung, tôi thấy bà dẫn bốn đứa nhỏ. Bà dẫn bốn đứa nhỏ, tôi hỏi con ai, nó nói con của người ta. Rồi con ta lại đầu đời thay vô thấy gia đình Phật tử, cái nồi nó giúp vợ con á. Nó nói sao mà dễ thương quá, thấy không? Dẫn được bốn đứa mà nựng nịu, thì có lẽ là mai là vợ con có đẻ hai đứa con mà nó còn quý thích. Thú gì là coi như Liễu Trang, người đàn bà là có cái thiên chức làm mẹ, nhưng mà cái niềm vui là làm vợ thì đã có rồi, nhưng mà không được như ý, và niềm vui làm mẹ cũng có, cho nên là chuyển hết cái tình thương thiên chức làm mẹ cho các em bé của gia đình Phật tử Nguyên Thiều, phải không? Dạ, có một lần con birthday 65, năm nay con 68, mà các em nó ngồi nó tính đang các cái khác. Nó nói chị 65, em còn 58 năm nữa mới bằng chị. Rồi thôi, giờ đỡ mỗi mất thì giờ hai chút nữa cũng trở lại với chương trình Phật Pháp, là họ hỏi thế này, có những câu hỏi từ chồng hàng sơn thì khách tôi trả lời. Rồi có một vị thầy nữa thắc mắc, tại sao trên thế gian này người giàu thì ít mà người nghèo thì nhiều, người đẹp thì ít mà người xấu thì nhiều, là do cái gì? Ông nào đặt ra cái này? Thế không, chút nữa tôi trả lời. Rồi có một cái câu hỏi nữa, trong kinh Địa Tạng có đoạn khi có người thân qua đời muốn làm tay tăng cúng dường cho Phật và tăng để hồi hướng cho hương linh được siêu thoát, sau khi nấu xong phải dâng cho Phật và tăng ăn trước rồi mới được ăn. Nếu mình vừa nấu vừa tay bốc lục thì người chết không có phước nào hết, không ăn trước á. Mà trong này tôi thấy gì dụ dắt ăn trước hoài nó bốc lục không, mà bàn tay cũng không ăn bao tay nữa. Và có một đoạn kinh nữa thì Phật dạy thế này, là có một cô gái nô lệ của bà hoàng hậu Vi Đề Hy, bà phát tâm cúng dường Phật ăn trưa, và bà nấu một cái món ăn là cao lương mỹ vị, và sai cho bà nô lệ này đem cái giỏ đồ ăn. Trên đường đi, cái bà nô lệ này bà thấy một cái bầy chó gồm có 12 con, một con chó cái ốm đói nằm thở cá được chết, và 10 con chó con đang uống mà không có sữa. Bà thấy nếu một chút nữa dưới cái đà này 10 con chó con nó hút sữa và con chó cái đói không có đồ ăn nó sẽ chết, cho nên bà xin đi nghĩ lại, bây giờ con chó này nó chết thì 10 chó con cũng chết, cho nên bà nô tỳ đó động lòng từ bi đem phẩm vật cúng dường Phật cho bầy chó ăn, mặc dù biết rằng làm như vậy sẽ bị tội chết theo luật Bà La Môn thời bấy giờ. Sau khi cho bầy chó ăn, cô gái tỳ nữ vào tịnh xá gặp Phật và xin chịu tội bất kính là làm cho Phật ăn mà lấy cho chó ăn và sẽ chịu tội. Hôm nay Phật không quở mà Phật còn 8 tháng phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật. Xin thầy khai thị, kinh Địa Tạng cũng do Phật giảng, mà Phật nói cúng dường khi làm đồ ăn cúng dường mà không dâng Phật và tăng ăn trước á thì không có công đức. Mà cũng kinh của Phật dạy là một cái bà tỳ nữ, bà đi ra đồ ăn dâng cho Phật theo lệnh của bà hoàng hậu, mà bà thấy bà chó đói bà lấy qua cho ăn, mà Phật lại khen, Phật nói bà có công đức vô lượng, xin thầy từ bi khai thị để cho con biết kinh nào là đúng, kinh nào là sai. Một bà tám ở tu luôn là được. Đúng. Cái đó là những cái đoạn câu thần, đúng không quý vị? Thì mình phải giải thích cái này. Rồi, mời nước. Thấy không? Nguyện đem tâm lực này hướng về tâm tất cả về tử và chúng sanh điều tròn thành Phật đạo. Mời tất cả chúng ta xuống ăn cơm ở dưới chai đường. Yeah.